Người nước ngoài lướt sóng ở Đà Nẵng bất chấp bão. Chia sẻ với Dinh, cô gái người Nam Phi nói mình có kinh nghiệm lướt sóng từ lâu nên không gặp vấn đề gì nguy hiểm. Trước đó, vào 27/10, khi Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng từ siêu bão Noru, hình ảnh một người phụ nữ vẫn lướt sóng ngoài biển khiến cộng đồng mạng chú ý. Người này là Sharon Blainup, một giáo viên tiếng Anh đã sống ở Đà Nẵng được 3 năm. Cô nói trong 3 năm qua, mình đã trải qua 3 mùa mưa bão. Tuy nhiên, những trận bão không khiến cô sợ hãi. Người Việt Nam có kinh nghiệm cho những dịp thời tiết xấu thế này. Tôi cảm thấy an toàn ở đây, Sharon nói. Về lý do lướt sóng lúc Đà Nẵng đang trong tâm bão, cô gái Nam Phi cho biết mình có kinh nghiệm 10 năm lướt sóng. Do đó, cô có thể làm chủ tình huống. Sharon khẳng định nếu thấy nguy hiểm, mình đã không làm như vậy. Nữ giáo viên tiếng Anh kể đã ra biển khoảng 10 giờ hôm 27 tháng 9. Trước khi những cơn gió mạnh của trận bão ập tới, cô cho biết cơn bão là thời điểm tuyệt vời để có những con sóng tốt. Sharon nói, tôi luôn theo dõi điều kiện thời tiết và trang bị thiết bị để giữ an toàn cho bản thân. Tôi là vận động viên bơi lội mạnh mẽ và cũng thường xuyên tập gym để đảm bảo thể lực khi xử lý mọi tình huống. Cô gái Nam Phi này cũng nói thêm họ có một cộng đồng lớn đam mê lướt sóng ở Đà Nẵng. Mọi người luôn trông chừng nhau khi ai đó ra biển. Ngày 28 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời điểm tâm bão Noru vào đất liền Trung Trung Bộ lúc 3 giờ, sức gió mạnh nhất duy trì cấp 11, 103 đến 117 km/h. Giật cấp 13, 134 đến 149 km/h. Trong khi trước đó, dự báo cho thấy bão có thể đổ bộ với sức gió mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Cực đoan hơn, một số đài quốc tế ở Mỹ, Bắc Kinh hay Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng bão Noru vào đất liền với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Nếu theo các kịch bản trên, cường độ của Noru khi vào đất liền là chưa từng ghi nhận trong lịch sử ngành khí tượng Việt Nam. Rất may, điều này đã không xảy ra. So với số liệu thực tế, dự báo quốc tế cao hơn 2-3 cấp khi bão trên Biển Đông và hơn 3-4 cấp khi đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó, dự báo của Việt Nam cho số liệu chính xác khi bão trên Biển Đông và cao hơn 1-2 cấp khi bão vào đất liền. Cơ quan khí tượng nhận định,